Khánh Lan và chương trình Một Vòng Thành Phố xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến viếng thăm một siêu thị mới vừa mở cửa tại North York, tọa lạc tại số 1635 Lawrence Avenue West, ngay góc đường Black Creek và Lawrence Avenue. Thưa chào chị có thể cho Khánh Lan biết quý danh của chị cũng như là chức vụ của chị ở tại đây. Vâng, em tên là Ngọc Anh, em là manager của tiệm Super King. Thưa chị, Ngọc Anh là Lan được biết ngày xưa đó, ở đây là siêu thị Đại Giang cũ nhưng mà bây giờ đã được một người chủ mới mua và mở lại một cái chợ với tên là Super King. Dạ, bọn em mở từ ngày 29 tháng 3 năm 2012, under new management, chủ mới, tiệm rất là sạch, mời chị Lan tham quan. Chị Khánh Lan đó, chị thấy đó, bọn em có hột vịt tươi, hột gà lộn, hột vịt lộn, với cả bọn em có cả đồ chay, nem chua, bò viên đó. Người Việt mình đó, nhiều người ăn đồ chay đó thì bọn em cũng có đồ chay luôn, và hột vịt tươi đó là tiệm mới có, mà cái này là cái sản phẩm mới mà từ xưa nay chị thấy nhiều tiệm cũng không có bán. Mà dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tại vì Lan đi chợ thì thường thì Lan thấy là người ta bán hột gà nhiều hơn là hột vịt, thì ở đây lại có hột vịt tươi hả chị Ngọc Anh? Vâng. Okay, mình đang ở đây đó là ở cái chỗ trái cây của người Việt, có trái cây thì có sầu riêng, mít, mận đỏ, chôm chôm, dừa tươi, với cả bên này đó cũng có luôn đồ và hoa quả của Á Châu. Dạ thưa chị, cái chợ này là họ mới mở lại cũng vài tháng nay, thì khi mà chị đi đến đây đó với cái chủ mới này nè, thì chị thấy cái ngôi chợ này nó như thế nào? Thấy nó khang trang hơn mà sạch sẽ hơn lúc trước, thành thử ra giá cả nó cũng tương đối là rẻ hơn mấy cái chợ kia, thành ra một tuần tôi đi lấy hai lần, thứ sáu hoặc thứ bảy hay chủ nhật tôi ghé tôi đi, thành thử ra nó dễ dãi, chẳng hạn như mình muốn đọc thời báo hay gì mình xin thì có thể là cho mình. Và bây giờ thì Khánh Lan xin mời quý vị cùng với Khánh Lan bước vào nơi bán đồ biển. Tôi được biết thì hàng tuần họ đều có những cái bàn để mà giống như là cho chúng ta thử những cái thức ăn trước khi chúng ta quyết định mua về, thì hàng tuần họ đều giới thiệu những cái sản phẩm khác nhau. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình Một Vòng Thành Phố lần tới.